Xin chào quý khán thính giả đang xem nội dung video của kênh Lan Thang Vlog. Xin chúc quý khán giả một ngày thứ ba, 25 tháng 6, 2024, làm việc thật hiệu quả và lúc nào cũng có thật nhiều niềm vui. Trong nội dung của video hôm nay, Lan Thang Vlog xin chia sẻ một câu chuyện rất là bất ngờ. Bởi vì chúng ta biết là trong ngày hôm nay, có thể là vào buổi trưa, Hồng Loan sẽ bay ra ngoài Hà Nội để dự phiên tòa vào ngày mai. Và phía bên kia bốn bò, họ cũng vừa có một cái động thái và động thái này cũng có thể được xem như là một chiêu cuối cùng của họ được tung ra trước cái phiên tòa và chúng tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều khán giả sẽ rất bức xúc khi mà biết được hành động này của phía bún bò họ đã làm trong đêm qua đối với Hồng Loan. Vậy chiêu trò đó là gì? Đó là họ tung ra ở gần ngày phiên tòa xét xử vào ngày 26 ngày mai nha cô chú anh chị. Họ nói rằng Hồng Loan tham tiền và chỉ vì mấy chục triệu mà đã bỏ tiền bạc ra này kia để đi tận ra ngoài Hà Nội để mà giành lại cái bản quyền hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì chúng tôi thấy sau khi mà phía bún bò đã đưa tin lên thì chị Lộc Quần Cây có lên bài viết để nói rõ vấn đề này như sau. Khi nói phiên tòa BH là phiên tòa danh dự thì tôi thấy những cái bài viết trong nhóm có người sĩ nhục Hồng Long đi kiện để đòi mấy chục triệu tiền bản quyền đám tang của cha nó. Tôi thấy buồn cười tiền máy bay đi lại ba người gồm luật sư Ni và Lon và mấy lần đi ra đi vào Hà Nội. Tiền luật sư bao nhiêu, tiền vụ này cộng lại và gấp mấy chục lần cái tiền mà bản quyền BH. Bản quyền hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thu nhập của nhà số 5 bây giờ là bao nhiêu rồi mà phải nghĩ đến đòi món tiền mấy chục triệu này. Chỉ là danh dự phải đòi, bởi vì tôi là con của cha tôi, không thể coi như vô hình, không thể lấy đám tang của ba tôi thu tiền hàng tháng rồi coi như bình thường được tôi không muốn nhịn những điều này đơn giản là danh dự nếu chúng ta có cha mẹ mà người thân chúng ta cộng với một công ty làm thế với chúng ta chúng ta có bác đơn bị kiện hay không đây là câu chuyện của danh dự nhưng họ thì họ nghĩ khác họ cho là phiếu bên kia vì tiền mà khai thác hình ảnh của cố nghệ sĩ vũ linh đó là chuyện bình thường nhưng việc con gái đi đòi bản quyền quản lý di sản của cha mình là chuyện đáng khinh thật là kỳ lạ với cái suy nghĩ này nếu hồng loan thắng có thể cô ấy sẽ để nguồn thu nhập này để làm từ thiện có thể cô ấy không khai thác doanh thu nữa mà mở nguồn tự do tôi không biết tôi chưa bao giờ hỏi hồng loan nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ làm như vậy và sẽ không dùng số tiền này cho riêng mình thưa quý vị trên đây là cái bài viết rất hay của chị lập quần cây nha cô chú anh chị có nghĩa là phía bên kia họ nói rằng hồng loan tham tiền Bây giờ Hồng Loan nhiều tiền quá rồi Đi đòi làm chi mấy chục triệu tiền bản quyền như vậy nữa Thế nhưng đây là danh dự của nghệ sĩ Vũ Linh Có thể là sau khi mà Hồng Loan thắng Hồng Loan sẽ không dùng số tiền này Mà lấy số tiền đã thu đó để đi làm từ thiện Hoặc là cũng không lấy tiền bản quyền nữa Mà sẽ mở ra tự do Ai muốn dùng hình ảnh của nghệ sĩ ưu tú thì dùng Tuy nhiên chúng tôi tin rằng là Hồng Loan phải làm chuyện này Bởi vì đó là danh dự của ba mình Hồng Loan chắc chắn phải làm và giống như là cái lời của Hồng Loan đã nói Hồng Loan không muốn ba mình nợ ân tình của khán giả cũng như là muốn minh bạch cái đám tang của ba mình nên là Hồng Loan bắt buộc phải làm cái chuyện BH dẫu biết là cái số tiền bảo quyền này nó không thấm thiếu vào đâu so với cái tiền mà Hồng Loan đã bỏ ra để thuê luật sư hay là đi ra đi lại Hà Nội này kia cùng với luật sư và chị Ni nhưng chúng tôi tin rằng là Hồng Loan phải làm chuyện này bởi vì đó là hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh, một ông hoàng cải lương hậu quản, cho nên không thể nào sử dụng tùy tiện được, phải có cái luật lệ này kia. Và nếu như Hồng Loan giành lại được thì chúng tôi tin rằng Hồng Loan sẽ lấy cái số tiền này để đi làm từ thiện, bởi chúng ta biết rằng tiền bản quyền này nó sẽ được trả hàng tháng, cho nên là Hồng Loan sẽ có một khoản thu nhập hàng tháng để mà đi làm từ thiện. Thì mình dự đoán thôi, nhưng mà mình tin rằng có thể đây là một cái yếu tố khá là chính xác nó có thể hồng loan sẽ lấy số tiền đó đi làm từ thiện giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, coi như là làm phước cho ba vũ linh giúp cho ba của mình thanh thản ở nơi chính suối và đó là một trong những điều mà chúng tôi thấy là chị lọc rừng cây đã viết rất hay. Còn đối với phía bên kia, bây giờ thì họ cứ cho rằng là hồng loan đang tham tiền, hồng loan đi so đo tính toán này kia, nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là danh dự của nghệ sĩ Vũ Linh và hình ảnh của một ông hoàng cải lương hậu quán thì phải xứng đáng được bảo vệ và giữ gìn. Thì trên đây là một thông tin rất hay trong ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và chúng tôi nghe nói là trong bữa trưa ngày hôm nay thì Hồng Loan cùng với chị Ni và luật sư Thích Ngọc sẽ bay ra Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất cho phiên tòa ngày mai. Và chúng ta hãy cùng nhau để lại một lời chúc. Chúc cho Hồng Loan sẽ thắng kiện được trong việc tranh chấp bản quyền hình ảnh của nghệ sĩ vũ linh dưới phía bên kia nhà mọi người rất mong là như vậy chúng ta hy vọng rằng là hồng loan sẽ thắng kiện và sẽ dùng số tiền đó cho mục đích từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn hơn và chúng ta cũng mong rằng hồng loan cũng sẽ thu về được kênh youtube của nghệ sĩ vũ linh từ tay cô trợ lý nhà mọi người bởi vì hiện nay cô ta đang là người nắm giữ quản lý và thu tiền trực tiếp từ kênh này rất mong khi mà tòa tiền hồng loan thắng kiện thì những cái kênh YouTube này và những cái vấn đề về bản quyền hình ảnh sẽ được gom về một mối cho Hồng Loan nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trông chờ tin tức ngày mai. Ngày mai có những tin tức gì mới thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để khán giả cùng nhau biết được những tin mới nhất về vụ kiện này. Chúng ta sẽ cùng nhau dõi theo câu chuyện của Hồng Loan để xem coi là Hồng Loan sẽ thắng kiện hay là có một kết quả không tốt ở ngoài Hà Nội nha mọi người. Nhưng chúng tôi tin rằng là 95% là Hồng Loan sẽ thắng. Còn những vấn đề khác thì chúng ta không biết. Mọi người hãy hy vọng như vậy. Và bây giờ, chúc khán giả sẽ có một ngày mới làm việc thật nhiều hiệu quả và nhiều niềm vui. Và sẽ luôn luôn ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ video clip. Cũng như là để lại một bình luận để chúng ta có thêm những động lực tiếp tục đồng hành cùng với Hồng Loan trong cái drama lần này. Ít nhất là cho đến khi phiên tòa xét xử và thông tin drama được cho là ngày 10 cho đến 25 tháng 7 tới, tòa sẽ xử nha mọi người. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin bên lề và chúng ta muốn chính xác thì phải cần đợi chị Ni hoặc là luật sư Tiết Ngọc. Khi đó họ lên tiếng xác nhận thì chúng ta mới biết chính xác hơn và để cùng nhau theo dõi cũng như ủng hộ Hồng Loan nha mọi người. Tiếp theo, chúng tôi cũng chia sẻ một câu chuyện vui mà đêm qua có rất nhiều người, có thể gọi là rất ấm lòng luôn đó mọi người. Đó có nghĩa là một bữa tiệc sinh nhật do Má Tư Quốc Thanh tổ chức cho Hồng Long tại nhà hàng của nghệ sĩ Kim Tử Long. Hồng Long có đăng như thế này, tuổi mới, nhiều niềm vui tươi cùng với gia đình yêu thương. Cảm ơn chú Long và bé bắp Mai Ca, Má Tư Quốc Thanh đã mừng sinh nhật cho con. Con hạnh phúc lắm. Có thể nói rằng bây giờ Má Tư Quốc Thanh đang thay thế cho nghệ sĩ Vũ Linh trong nhà số 5 đoàn thị điểm để mà làm một chỗ dựa tinh thần và giúp cho rất nhiều người trong nhà của chú Năm Vũ Linh cảm thấy yên tâm khi có một người dựng về tài chính cũng như là dưỡng về tinh thần như là Má Tư Quốc Thanh. Quan sát, chúng tôi thấy rằng Má Tư Quốc Thanh thì có một nét gì đó giống với chị Ni. Bởi vì hai người đều thẳng tính và sẵn sàng lên tiếng đáp trả đá, không có kiểu cả nảy hay là sợ đụng chạm với ai. Và chúng tôi nghĩ rằng Má Tư Quốc Thanh và chị Ni sẽ luôn luôn là chỗ dựa lớn nhất cho Hồng Loan. Và cũng nhìn nhận rằng chính Má Tư Quốc Thanh là người ba nuôi tuyệt vời của Hồng Loan.